Xin chào tất cả mọi người nha, đã đến với kênh của Tiến nha. Thì hôm nay Tiến xin hướng dẫn mọi người cái cách xuống giống cây ngô, cây bắp của chúng ta trong cái thời tiết là mưa bão cũng như là vụ mưa đó, thì xuống giống như thế nào là hiệu quả và hợp lý và đạt được cái tỷ lệ nảy mầm cao cũng như là hạn chế được cái thất thoát khi mà chúng ta gieo giống xuống đất, nền đất khi mà gặp mưa bão. Thì đây là một trong những cách Tiến khuyến cáo sử dụng trong mùa mưa. Vì sao? Vì nó hiệu quả, nó đảm bảo được cái tỷ lệ nảy mầm và tỷ lệ lấy của cây nó đạt chuẩn, độ đồng đều cao. Thì đây là một trong những cách mà chúng ta đang thấy ở trước màn hình nè. Thì chúng ta nên là ngâm ủ hạt giống cho nó nảy mầm xong, thì chúng ta sẽ vô những cái dĩ như thế này. Đây, vô những cái dĩ như thế này. Thì chúng ta, cái này thì đã dỡ cái màn che rồi, do cây bắp của chúng ta đã khỏe rồi. Thì chúng ta vô dĩ như thế này, tức là chúng ta khui gói hạt giống ra. Chúng ta ngâm 5 tiếng đồng hồ. Sau đó chúng ta ủ một đêm cho cái hạt bắp của chúng ta nó vừa nứt nanh, vừa nảy mầm đó. Thì chúng ta sẽ vô dĩ. Vô những cái dĩ này, chúng ta ấy cho gắt cho. Phủ lên lớp cho, thì sau đó cái thời gian này là 5 ngày rồi nè. Cây bắp chúng ta được 5 ngày. Thì chúng ta có thể cấy ra những cái ruộng bắp rồi. Chúng ta có thể cấy ra những cái ruộng nè. Cái bờ mô nè đã chuẩn bị sẵn rồi nè. Đã phát cỏ xong hết rồi. Thì sau hôm nay thì cái này thì trước khi gieo trồng thì chúng ta xịt một cử phytoside kèm với cơm cáp từ A tới Z, giúp cho cây bắp của chúng ta ngăn ngừa bệnh sọc lá cử đầu tiên, cũng như cơm cáp A đến Z tăng cường cái hệ miễn dịch, kích thích gà rễ. Thì chúng ta trồng xuống nền đất, giúp cho cây bắp của chúng ta khỏe mạnh, ra rễ cực kỳ nhanh và nó mau chóng phục hồi lại sức. Khi chúng ta lấy ra thì cái hạn nó ảnh hưởng tới bộ rễ. Thì chúng ta nên ương dĩ như thế này trong thời tiết mưa bão, đảm bảo được cái tỷ lệ nảy mầm và đảm bảo được cái độ đồng đều khi chúng ta cấy ra ngoài ruộng, thì nó tránh thất thoát cái lượng hạt giống mà chúng ta khi mà chúng ta gieo thẳng hạt ở trên cái nền đất thì mưa bão có thể bị thối úng nè, hoặc là bị côn trùng gì đó nó cắn phá. Đây chúng ta có thể quan sát nè, tất cả những cái dĩ thì tất cả những cây, những cái hạt thì chúng ta đã tiến hành vào dĩ và có thể đem trồng được. Thì chúng ta vô dĩ như thế này thì cỡ khoảng từ 5 ngày sau khi chúng ta ương dĩ thì chúng ta có thể đem ra trồng trên nền ruộng của chúng ta. Đó là cái thời gian hiệu quả thích hợp. Nếu mà khi mà chúng ta để lố ngày thì cây bắp của chúng ta nó sẽ cao, cây bắp của chúng ta nó sẽ bị yếu ớt. Khi mà chúng ta đem ra trồng á thì nó dễ mất sức và cái bộ rễ của nó bị ảnh hưởng lớn lắm, thì cây bắp của nó kém phát triển. Đây là toàn bộ cái quy trình vô dĩ đó, cho ở đây là 3 công đất nha. Thì toàn bộ ở đây là chúng ta tiến hành vô dĩ hết. Đó. Thì cây bắp của chúng ta được 5 ngày thì chúng ta có thể tiến hành lấy những cái dĩ này ra, chúng ta tiến hành đem qua bên này. Đó. Thì chúng ta giọng lỗ chúng ta tiến hành, chúng ta cấy những cái cây con này vào những cái lỗ đó. Với mật độ và khoảng cách khuyến cáo cho mùa mưa, tức là cây này nè, cách qua cây này là từ 25 cho tới 30 cm. Còn cái hàng này cách qua cái hàng kia thì từ 70 cho tới 100 cm. Mỗi một lỗ, mỗi một khóc đó, chỉ mỗi một cây thôi. Vì sao? Đảm bảo được cái độ thông thoáng, thoáng khí, ánh sáng chiếu vào, độ thoáng gió, thì giúp cho cây bắp của chúng ta nó hạn chế được bệnh. Do chúng ta có ánh sáng nè, có thông thoáng gió nữa, thì hạn chế bệnh sau này, giúp cho cái tiền thuốc ngừa bệnh nè, nó cũng là hạn chế nè, và chúng ta dễ chăm sóc nè, dễ đi phun thuốc nữa. Đó, chúng ta dễ gãy phân, tiết kiệm được cái lượng hạt giống. Đó là những cái khoảng cách hợp lý và phù hợp nhất cho cây ngô, cây bắp của chúng ta. Và chúng ta ương vào dĩ như thế này á, thì chúng ta nên nhớ nha, trước khi gieo trồng, tức là 5 ngày thì chúng ta đã đem ra, chúng ta đặt vào đất được rồi. Nhưng mà trước khi trồng 1 ngày thì chúng ta phun ngừa 2 loại thuốc như sau. Thứ nhất là phytoside, là ngăn ngừa sọc lá nấm bệnh. Thứ hai, cơm cát từ A tới Z, giúp tăng cường cái sức đề kháng của cây bắp cũng như
kích thích bộ rễ nó ra. Khi mà chúng ta đã nhổ, chúng ta cấy ra đây, khi mà chúng ta nhổ như thế này, chúng ta đẩy từ dưới lên nha, chúng ta đẩy từ dưới lên nè, nhổ như thế này thì bộ rễ của nó sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Thì chúng ta giúp cái cơm cái ATZ, nó sẽ giúp những cái rễ con lông tơ nè nó phục hồi nhanh chóng, giúp cho cây bắp của chúng ta nó phục hồi lại, nó không có bị tổn thương lâu dài, và giúp cho cây bắp của chúng ta nó bắt phân ngay, nó nói chung là nó phục hồi lại nhanh chóng. Cũng như là trong cái thời gian 5 ngày này thì chúng ta đem ra trồng ở ngoài nền ruộng, nền đất của chúng ta, là thời gian này là hiệu quả và hợp lý. Nếu mà chúng ta để già đi hoặc là thời gian lâu hơn thì cây bắp của chúng ta nó sẽ cao lên và ốm yếu, bộ rễ của nó cũng đã ra nhiều, thì ảnh hưởng tới cây bắp của chúng ta bị suy nhược dinh dưỡng chẳng hạn, nó kém phát triển, nó chậm phát triển lắm đó. Đây là cái một trong những cách hiệu quả Tiến khuyến cáo mọi người xuống giống trong mùa mưa bão thì chúng ta nên dạo dĩ như thế này. Thì chúng ta cấy ra thì trên cái nền ruộng của chúng ta sau này á, cái độ đồng đều của nó cao, tỷ lệ thất thoát của nó thì nó thấp lắm, tại vì chúng ta cấy cây con ra thì nó đều, độ đồng đều, rồi sau đó chúng ta dễ chăm sóc nè, tại vì nó đều một lọt một thì chúng ta dễ chăm sóc, và cái lượng hạt giống của chúng ta thì nó hạn chế được thất thoát, do chúng ta ương vào dĩ như thế này được bảo vệ hoàn toàn và tỷ lệ nảy mầm cao. Rồi sau đó chúng ta cấy ra những cái nền ruộng như thế này thì cái độ đồng đều nè và cái lượng hạt giống của chúng ta là hợp lý và phù hợp, hiệu quả, nó không có bị thất thoát do côn trùng chẳng hạn đó. Thì chúng ta chỉ cần dọc những cái lỗ như thế này, chúng ta cấy vào những cái nền đất này đã xử lý rồi nha, đã cắt cỏ rồi nè, thì chúng ta phun thuốc trước một ngày đó, rồi sau đó hôm nay 5 ngày thì chúng ta đem ra đây chúng ta cấy. Và thời gian nào mà cấy hiệu quả hợp lý đó là chúng ta nên cấy vào buổi chiều nha, buổi chiều mát. Tại sao chúng ta cấy vào buổi chiều mát? Thì vào đó buổi tối thì sương nó xuống, nó mát cái cây bắp của chúng ta, nó không có bị héo. Hoặc là cái thời tiết như thế này thì thời tiết quá là ưu ái rồi, không nắng cũng không mưa, nó mát mát râm râm như thế này, chúng ta có thể xuống giống. Đây là toàn bộ cái lượng hạt giống sử dụng cho chúng ta 3 công mà chúng ta đã gieo dĩ, chuẩn bị sẵn sàng để chúng ta gieo cấy ra nền ruộng. Thì đây là một trong những cách Tiến khuyến cáo chúng ta xuống giống trong cái mùa mưa bão. Thì mọi người có những cách hay nào đó thì cứ để lại cái bình luận. Thì Tiến trân trọng cảm ơn, rồi chúng ta cùng nhau trao đổi, chia sẻ những cái cách nào mà hiệu quả, mà tốt nhất, thì giúp cho chúng ta được học hỏi những kinh nghiệm để đạt được cái năng suất hiệu quả, và cũng như chúng ta học được những cái hay của mọi người, và để giúp cho chúng ta được hoàn thiện về các kỹ năng cũng như là kinh nghiệm trồng về cây bắp cây ngô của chúng ta hơn. Thì Tiến xin kính chúc mọi người có một cái vụ mùa trúng giá, trúng mùa và bội thu cũng như là chiến thắng. Thì mọi chi tiết thắc mắc về kỹ thuật trồng thì cứ để lại dưới bình luận, Tiến sẽ vô trả lời trực tiếp và nhanh chóng, hoặc là liên hệ trực tiếp với Tiến thông qua hai số điện thoại như sau, đó là 0988 740 760 hoặc là Zalo 0978 248 281. Tiến xin trân trọng cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe cái đoạn clip này, là một trong những cách gieo giống, gieo trồng cây bắp cây ngô chúng ta trong cái thời tiết mưa bão, nó khá là hiệu quả và tiết kiệm cho chúng ta. Thì Tiến xin trân trọng cảm ơn và kính chào mọi người đã chú ý lắng nghe. Tiến xin trân trọng cảm ơn.